Để cho nó chạy tới Hannah, đừng bỏ xuống. No, để trong tay, đừng có đổ dưới đất. Đổ dưới đất nó không có chạy tới. Hạnh ngu, Hạnh đừng có thả, để trong tay á. Thôi đừng có thấy nữa. Thôi nó miệng nó nhai nhai kìa. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Thôi luyện từng hộp, nó phải lấy từng hộp thôi, đừng có cho nhiều quá. Đang không hết hả? Mình muốn nó lại gần nữa.